Ê, chuyện gì đây? Phúc à? Phúc? Anh Phúc? Sao rồi? Lương Thần Ba đã chết rồi. Trúc Anh Đài cũng chết luôn hả? Phúc à, đừng có như vậy, đừng có khóc nữa. Đừng khóc. Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Nè, ngồi xuống. Sau đó thì Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài đã biến thành đôi bướm. Họ thiệt là vui vẻ, họ bay qua bay lại vui lắm đó. Thiệt là vui lắm. Bay qua bay lại hả? Phải rồi. Rồi chúng ta chết đi sẽ biến thành cái gì? Thân nhãn đi.